Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch nước Tô Lâm đang bị án tù treo lơ lửng trên đầu. Chiều ngày 24 tháng 5, phiên bản điện tử của Nhật Báo có lượng độc giả thuộc nhóm cao nhất Cộng hòa Séc chạy dòng tít làm thiên hạ giật mình. Tân Chủ tịch nước Việt Nam dính líu tới bắt cóc Slovakia đã khởi tố. Sau đây là nội dung bài báo. Tân Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vừa lên chức hôm thứ Tư nhưng từ hồi tháng 3 đã bị truy tố ở Slovakia. Bởi trước đây, trên cương vị Bộ trưởng Công an đã dính líu đến vụ bắt cóc công dân Việt Nam ở Berlin đưa về Việt Nam, là sự việc mà phái đoàn Việt Nam đã mượn cả chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Theo lý thuyết, thì người đứng đầu nhà nước ở Đông Nam Á này đang bị án tù treo lơ lửng trên đầu. Bài viết mở đầu, hình ảnh bài báo của Cộng hòa Séc. Tuần trước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được các lãnh đạo Đảng Cộng sản đề cử và trong ngày thứ Tư đã được Quốc hội biểu quyết. Người đàn ông 66 tuổi này đã lên vị trí đầu ngành công an từ năm 2016 và một năm sau đó, cùng với một số quan chức nhà nước khác qua ngã Séc, Slovakia và Nga, đã bắt cóc doanh nhân Trịnh Xuân Thanh từ Đức. Từ nhà nước Slovakia lúc đó dưới sự điều hành của Thủ tướng Robert Fico, những người Việt Nam đã mượn tạm chiếc chuyên cơ chính phủ. Hồi tháng 4, cảnh sát Slovakia vì sự việc từ 7 năm trước này đã buộc tội 7 đối tượng, trong đó có cả nhân viên mật vụ Việt Nam là Quang Lê Hồng, lúc đó là cố vấn của Thủ tướng Robert Fico. Nay, nhà báo Việt Nam Lê Trung Khoa trên nền tảng mạng xã hội X vừa công bố tài liệu, trong đó có cả tên của Chủ tịch Quốc gia châu Á. Đó là quyết định của cơ quan hình sự nhà nước NACA, lực lượng tinh nhuệ của cảnh sát Slovakia chuyên điều tra về những tội phạm nghiêm trọng nhất. Tập tài liệu từ cuối tháng 3 này viết cảnh sát khởi tố công dân Việt Nam, trùng tên và cả ngày tháng năm sinh, bị cáo buộc phạm tội bắt cóc đưa người ra nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng. Theo nhật báo SME, cả đại diện pháp lý cho doanh nhân bị bắt cóc ở Đức, Petra Chaganov, cũng khẳng định tập tài liệu này là thật. Hình ảnh chiếc máy bay mà Bộ trưởng Tô Lâm đã mượn của Slovakia để đưa Trịnh Xuân Thanh về nước. Cựu đảng viên Cộng sản cấp cao Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ngày 23 tháng 7 năm 2017 giữa Thanh Thiên Bạch Nhật ở trung tâm Berlin cùng với một người phụ nữ đi bên cạnh. Các mật vụ Việt Nam trước đó đã theo dõi họ từ trong chiếc xe được thuê tại chợ Sapa ở Praha. Những kẻ bắt cóc trong chiếc xe thùng cũng được tìm thấy ở Séc sau đó, cùng với Trịnh Xuân Thanh bên trong đã dịch chuyển qua Brno và tới Bratislava và đậu xe cạnh nhà khách chính phủ. Tại đó, ngày 26 tháng 7 năm 2017 đã diễn ra cuộc gặp chớp nhoáng giữa phái đoàn Slovakia và Việt Nam do các bộ trưởng nội vụ dẫn đầu. Phía chủ nhà Slovakia là Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák hiện thời. Sau cuộc họp, phái đoàn Việt Nam đến sân bay Bratislava và từ đó bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia bay sang Moscow. Trong khoang chuyên cơ có cả người đàn ông bị bắt cóc, các thành viên phái đoàn sốc nát thành mà chắc đã bị đánh thuốc lên máy bay với giải thích là đã quá chén. Sau đó, doanh nhân này bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng. Hình ảnh cựu Bộ trưởng Tô Lâm, tân Chủ tịch nước Việt Nam. Hà Nội khẳng định rằng doanh nhân cựu đảng viên cao cấp mà hơn 10 tháng trời ở Đức cố gắng xin tị nạn đã tự nguyện về nước. Nhưng theo chính quyền Berlin thì đã xảy ra vụ bắt cóc, luật pháp Đức và cả quốc tế đã bị chà đạp. Hơn nữa, trước khi xảy ra vụ bắt cóc, ngành ngoại giao Đức đã từ chối dẫn độ. Trên lý thuyết, chủ tịch nước đang bị đe dọa án tù. Cho tới nay, chính quyền Bratislava cương quyết bác bỏ dính líu đến vụ bắt cóc. Nhưng trong quá khứ, Robert Kaliňák từng thú nhận rằng người Việt Nam có thể đã lợi dụng lòng hiếu khách của chúng ta. Tôi không thể hình dung cả đích thân bộ trưởng cũng dính líu vào những trò như vậy. Dạo đó, Robert Kaliňák khẳng định trên truyền thông. Liên quan đến vụ bắt cóc, tại Đức đã kết án tù hai đối tượng, một nằm trong những kẻ bắt cóc và tài xế xe thùng, đồng thời hành động như một nhân viên mật vụ Việt Nam. Các nhà điều tra Đức trong phán quyết nêu rằng, Bộ trưởng Tô Lâm đến Bratislava vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 thực hiện cuộc gặp gỡ là để tận dụng thời cơ bí mật đưa Thanh về nước. Theo nhật báo SME thì tại Đức, tân Chủ tịch nước Việt Nam không bị truy tố vì quan ngại vấn đề quyền miễn trừ ngoại giao. Nhưng theo luật Slovakia thì bất kỳ thủ phạm trọng án nào tới mức độ mà Tô Lâm đang bị truy tố thì án tù từ 10 đến 15 năm cũng khó tránh. Không biết cảnh sát sẽ hành động ra sao nếu chẳng hạn bị can này sang thăm Slovakia trong cương vị chủ tịch nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Chủ tịch nước Tô Lâm đang bị án tù treo lơ lửng trên đầu.
Nếu Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, ông sẽ biến Việt Nam thành nhà nước cảnh sát. Ngày 23 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài, truyền thông quốc tế, tân Chủ tịch nước Tô Lâm có tham vọng làm Tổng Bí thư. Theo đó, một số cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin về việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước, coi đây là một bước đi hướng tới chức Tổng Bí thư, vị trí cao nhất trong chế độ độc đảng tại Việt Nam, trong Đại hội Đảng Toàn quốc vào đầu năm 2026. AFA dẫn nhận định của một nhà quan sát ở Hà Nội, cho rằng không loại trừ ông là có tham vọng tiến tới ghế Tổng Bí thư, tham vọng quyền lực sẽ không có giới hạn. AFA cũng dẫn lời một giảng viên đại học kỳ cựu ở Hà Nội cho rằng ông Tô Lâm chắc chắn có tham vọng trở thành người đứng đầu đảng, nhưng ông cũng có nhiều đối thủ và không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn trong Bộ Công an. Do vậy, con đường dẫn tới cương vị đứng đầu đảng của ông Tô Lâm sẽ có nhiều chông gai. Hình ảnh bài trên AFA. Tuy vậy, AFA cho biết ông Nguyễn Anh Tuấn, một nhà quan sát chính trị đang định cư ở Canada, lại có một nhận định khác. Ông Tuấn cho rằng cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang bị tô vẽ như một người có tham vọng quyền lực qua các cuộc thanh trừng nội bộ, bởi đảng cần một con dê tế thần để đoàn kết nội bộ sau những xáo trộn do công cuộc đốt lò gây ra. Ông Tuấn cho rằng, tôi nghĩ người chủ mưu của những chuyện này là Nguyễn Phú Trọng đã nghĩ đến ông Tô Lâm như một con dê tế thần và vì vậy đã có sự chuẩn bị dư luận lâu nay rằng ông Tô Lâm nuôi tham vọng quyền lực cá nhân và vì vậy ông Tô Lâm là người đứng sau tất cả những cuộc thanh trừng chính trị. Ông Nguyễn Anh Tuấn nhận xét, có thể người bị xử lý tiếp theo sẽ là ông Tô Lâm và ông Trọng sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ tư của mình, không phải là một kẻ tham quyền cố vị, mà như là một người cứu đảng khỏi tham vọng của ông Tô Lâm, cứu đảng khỏi một kẻ cuồng vọng quyền lực của mình mà đã thanh trừng nội bộ, đã xáo trộn đảng trong suốt thời gian vừa qua. AFA đề cập đến những điểm tối của Tô Lâm bị truyền thông quốc tế nhắc đến khi ông nhận chức chủ tịch nước như nhiều tổ chức nhân quyền lên án việc bộ máy an ninh đã thực hiện nhiều chiến dịch đàn áp nhân quyền, trấn áp giới bất đồng chính kiến và tàn phá xã hội dân sự. Hình ảnh tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Báo Mỹ nhắc đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cựu quan chức, dầu khí trốn sang Đức xin tị nạn chính trị, nhưng bị các mật vụ bắt cóc trở về Việt Nam xử lý. Ngoài ra, hai nhà hoạt động là Trương Duy Nhất và ông Đường Văn Thái cũng bị bắt cóc từ Thái đưa về Việt Nam dưới thời của Tô Lâm. Một hãng tin quốc tế nổi tiếng nhắc đến báo cáo nhân quyền Việt Nam 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với cảnh báo nhiều vi phạm nghiêm trọng của lực lượng an ninh dưới quyền của Tô Lâm. AFA dẫn lời ông Ben Swanton, đồng giám đốc của dự án 88, nói với hãng tin quốc tế rằng với việc ông Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam trở thành một đất nước công an trị. Việt Nam trở thành nhà nước công an trị. Nhiều hãng tin cũng nhắc lại vụ việc bỏ tù nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm khi người này nhại lại hành động rắc muối của chủ nhà hàng South Bay, ngầm ám chỉ việc ăn bò giác vàng của Tô Lâm. AFA dẫn lời nghiên cứu viên cao cấp Lê Hồng Hiệp của Viện ISIS Yusuf Ishak nói trên một tờ báo Mỹ rằng nền tảng là Bộ trưởng Bộ Công an mang lại cho ông ấy rất nhiều quyền lực, nhưng cũng có thể là một trở ngại đối với ông ấy vì ông ấy bị nhiều người sợ hãi. Nếu ông ấy trở thành Tổng Bí thư, mọi người đã lo ngại rằng ông ấy có thể lợi dụng bộ máy an ninh để biến Việt Nam thành một nhà nước cảnh sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nếu Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, ông sẽ biến Việt Nam thành nhà nước cảnh sát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d